Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang món thứ hai là món cá kèo kho rau răm. Cá kèo hiện nay là chúng ta có 300 gram. Cá kèo đã làm sạch rồi. Bây giờ các bạn sẽ ướp gia vị vào cá kèo nha. Rau răm thì các bạn nhặt sạch. Lượng rau răm của mình sử dụng ở đây là 100 gram các bạn. Cá kèo các bạn sẽ ướp gia vị vào là muối, tiêu, đường, nước mắm, đầu hành lá và ớt đập dập. Đầu hành lá các bạn lấy đầu hành trắng á, các bạn băm nhỏ ra. Ớt chúng ta đập dập thôi chứ chúng ta không băm. Tôi đọc lại cái gia vị để các bạn ướp cá kèo. 2 gram muối, 4 gram tiêu, 3 gram đường, 20 gram nước mắm, 20 gram hành lá đập dập băm nhuyễn, 3 gram ớt đập dập và 4 gram bột ngọt. Các bạn khuấy chung rồi các bạn ướp vào cá. Các bạn chú ý nghe cái phần cá kho nè. Cá kho chúng ta bỏ một muỗng canh dầu, nửa muỗng canh đường, phi cho nó lên màu vàng. Khi lên màu vàng rồi đổ hành vô đảo cho nó thơm hành. Hành thơm rồi trút cá vô xóc, xóc cho cái cá nó thấm và nó có cái màu vàng nâu. Hành là hành tím băm đó các bạn. Khi cho cá vào các bạn xóc đều rồi các bạn sẽ để lửa nhỏ. Nếu nó cạn nước thì mình sẽ cho thêm khoảng nửa chén nước sôi nữa. Còn nếu nó không cạn thì cứ để lửa riêu riêu như vậy. Cho đến khi nó thấm thì mình mới cho rau răm vào. Hôm nay các bạn có nhìn thấy có nguyên liệu là giấm á. Trong bài thì không có ghi cho nên là lúc nãy tôi cũng sơ ý tôi quên cho nó các bạn ướt rồi. Chứ đáng lẽ lúc đầu chúng ta phải làm sạch cá kèo với lại giấm. Tại vì tôi nhìn ở trên đây thì tôi thấy cá kèo ở trên bàn của chị Xuân thì nó sạch sẽ rồi. Cho nên là tôi lại cứ tưởng là cá kèo nào cũng như vậy. Sau này các bạn nhớ là các bạn lấy một ít giấm và một ít muối chúng ta chà để cho cá kèo nó sạch nhớ nha các bạn. Bây giờ các bạn đặt một cái chảo lên bếp mình chuẩn bị mình kho cá. Các bạn sẽ thắng nước màu trước. Cho vào trong chảo một muỗng canh dầu và một muỗng nửa muỗng canh đường. Một muỗng canh dầu và nửa muỗng canh đường chúng ta thắng nước màu. Cá kèo các bạn để cá kèo qua một bên cho nó thấm gia vị. Chúng ta để khoảng 15 phút. Bây giờ các bạn lấy rau răm các bạn để lên thớt. Rau răm chúng ta để lên thớt. Chúng ta cắt ra khoảng làm 2 hoặc làm 3 là được rồi. Không cần cắt nhuyễn nha các bạn, cắt làm 2 hoặc làm 3 thôi. Rồi chúng ta để qua một bên. Lúc mà cho rau răm vô là mình kho 5 phút, xong rồi mình mới cho nước sôi vô, mình kho thêm 10 phút nữa. Rồi cuối cùng cho tương ớt các thứ, mình cho thêm 5 phút nữa. Hồi nãy thì tôi động nguyên liệu xong rồi các bạn cho vào, rồi không có nói thời gian, cái là các bạn đem lên hết. Tại vì nó ít quá, cái nó cạn nước, cái ai cũng sợ nó đem lên hết, nên nó không có chín. Thử các bạn lấy đôi đũa các bạn ấn vô trong cái con miếng cá đó mà thấy nó mềm á thì là nó mới được nha, chứ còn ấn vô cái thấy nó cứng là không được á. Thì các bạn múc lên các bạn đưa lên trên bàn trở lại để đánh giá lại nha. Cá kèo khi mà nó đã cạn nước các bạn cho khoảng nửa chén nước vào. Chúng ta cho mỡ nước và tương ớt vào. Tương ớt nhớ cho cuối cùng nha các bạn. Tương ớt cho vào là tắt bếp luôn á, là vì nó sẽ sệt lại nhanh lắm. Cho hết cái đó vô đi. Mỡ nước chúng ta cho vào khoảng 20 gram nha các bạn. Cuối cùng chúng ta sẽ để lửa nhỏ và chúng ta cân 20 gram tương ớt chúng ta cho vào nữa là xong. Để lửa nhỏ lại xem rồi nó cạn. Rồi cho thêm một muỗng canh tương ớt nữa là được. Muỗng canh đầy. Tương ớt là 20 đúng không? Tương ớt là 20 gram. Khi cho tương ớt xong các bạn mới là thêm rau răm vào. Bây giờ cái lượng rau răm còn lại các bạn đừng cho hết nha. Các bạn cho một ít vào thôi để cho nó có màu xanh thôi. Các bạn cho thêm khoảng chừng phân nửa cái lượng rau răm nữa thôi là được rồi. Nhóm 6 kho cá thấm ngon vừa chín tới. Nhưng mình cũng nên kho mềm hơn một chút nữa nha. Nhóm 5 thì cá vẫn còn hơi cứng. Cá mà kho như vậy thì nó không ngon. Rồi còn thiếu cá của ba nhóm 2, 3, 4 thì nhận xét sau nha.